Chị Rima, em có thể hỏi chị một câu được không? Chị nghĩ như thế nào về trận đấu ngày hôm nay giữa Team Flash và SBTC? Khó quá à. SBTC em media đang quay vì em nói đây sẽ là một trận đấu rất là thú vị. Và rất cân tài cân sức. Các bạn nhớ đón xem nha. SBTC đi gặp trời mưa là gì? Toàn đi. SBTC đi gặp trời mưa. Gặp trời mưa thì ướt. SE ướt xe. Xe ướt, ướt xe ướt là gì? Câu rất đơn giản. Ok là sao? Ok. 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 SBTC đi gặp trời mưa là ok. Ok. Các bạn hiểu chưa? SBTC đi gặp trời mưa là ok.